Xin chào mọi người, chào mọi người đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn cái cup đến từ thương hiệu của Louis Vuitton. Bây giờ mình sẽ vào video để review tiếp của cái cup này luôn không ạ? Thì trên tay mình là một cái dust bag của nó thôi mọi người. Cái em này là phiên bản light new mọi người ha. Nó sẽ không có bóc và không có bill, nhưng mà mình đã chết hàng rồi. Ok thì mình mới bán mọi người ha. Thì cái này nói chung là mình còn một cái mới nữa mọi người. Cái mới thì tầm khoảng 20 mấy triệu mọi người. Còn cái em này thì nó light new, họ khách bán lại mọi người giá rất là rẻ. Mà các bạn nhìn cái em này biết ha mọi người ha. Nó là ra rất là lâu rồi mọi người. Nó là dạng giống như là một cái cớp để đựng kiểu như đồ trang sức thôi mọi người, chứ không phải là một cái túi gì hết á. Nhưng mà dân của Việt Nam mình thì họ mua cái này để họ làm một cái túi. Thì các bạn có thể bít cọng dây lại để các bạn xách nó, giống như là cái khăn đó mọi người. Nhưng mà cái này là mình lấy cái dây mình tượng trưng cho các bạn thôi. Còn nếu mà các bạn mua về thì các bạn mua những cái khăn lớn, các bạn có thể quấn cái dây này lại. Đây mọi người, thì ở mặt trước nó sẽ có một cái khóa, nó giống như là những cái khóa của thằng Matic hoặc là những cái khóa của thằng LV, mà cái túi mọi người ha. Nó rất là đẹp, nó là dạng như là kim loại nè. Và cái em này kim loại cũng còn mới nè mọi người, nó không có bị kiểu như là chày nhiều. Xung quanh của nó là bằng mica mọi người ha. Và nó sẽ có những cái họa tiết của monogram của LV mọi người nè, nhìn rất là đẹp luôn. Ở dưới thì nó sẽ có cái chữ Louis Vuitton và Made in Paris mọi người ha. Cái ở mặt dưới thì nói chung là cái sự mà chày xước thì nó rất là khó tránh khỏi. Nhưng mà các bạn nhìn nè, nó rất là mới mọi người ha, cũng còn mới lắm. Tại vì khách đa số chủ yếu là mang cái em này á là đi tiệc, đi đồ thôi mọi người ha. Chứ còn các bạn mà đựng đồ, đạt được thì là rất là khó. Và cái này mọi người, nó sẽ có một cái khóa nè. Khóa này thì nó sẽ thông qua với lại một cái miếng da. Cái miếng da mọi người nè, ở đây nó cũng sẽ có một cái miếng da luôn và nó gắn chết vô mọi người ha. Cái này mình nghĩ là nó gắn chết nè. Ở mặt sau cũng vậy luôn, nó cũng gắn luôn. Để nó có một cái móc nè, là các bạn móc cái dây lại á. Đây, các bạn mở ra thì chỉ còn mở vậy thôi mọi người ha. Đó, cái này là một cái điểm móc da lại nè mọi người nè. Nó giống như là hai cái nó ráp lại mọi người. Thành ra là các bạn cầm nè, nó sẽ bị sụp sinh một xíu. Chứ không phải là nó khít, kiểu như là khít luôn mọi người ha. Thì cái này các bạn không có thể nào đựng được cái thằng iPhone to đâu mọi người ha. Kể cả iPhone Pro thì mình nghĩ là chắc cũng không vừa đâu mọi người. Chỉ có iPhone mini hoặc là cái Z Flip của thằng Samsung á, các bạn đựng mới ok. Còn không là các bạn bỏ thêm son hay là tiền hay là một cái chút gì đó thôi mọi người. Kiểu như cái này các bạn chủ yếu là để mà sách, gọi là làm kiển thôi mọi người ha. Chứ không có thế nào mà ấy đựng đồ được đâu. Với lại mình thấy cái mica này mọi người nè, nó làm rất là dày, nó không có bị ọp ẹp đâu mọi người. Nhìn nó rất là dày mà rất là chắc luôn mọi người ha. Rồi các bạn có thể mít thêm một cọng dây, các bạn xách giống như là một cái túi các bạn ha. Nói chung là cái này mình thấy là nhiều bạn xách cái em này rất là nhiều luôn. Dây thì các bạn có thể mix thêm dây tùy tiện mọi người ha. Nói chung là nó sẽ có dây của thằng LV nè, Hermes, hoặc là các bạn mua những cái dây này rẻ cũng được, kiểu như là Burberry hay là Starbator mọi người. Mấy cái khăn nó rẻ hơn, mấy khăn đó thì tầm khoảng 3 triệu mấy 4 triệu thì các bạn mua ok. Còn nếu các bạn mua của LV thì tầm khoảng 7 triệu 8 triệu, hoặc là của thằng Hermes thì là khoảng 5 đến 6 triệu. Thì tùy mọi người thôi, mọi người thích cái nào thì mọi người có cái đó này, mọi người cứ mít là các bạn mang thôi. Còn cái túi này mình nghĩ nếu mà bán mà light new mọi người tầm khoảng 2 mấy triệu á, là mình thấy là đã gì ta, đẹp rồi mọi người. Mà cái này mình thấy là đẹp mà nó bán thì có 10 mấy triệu thôi thì giá quá hời luôn. Mà mình đã có một người khách mua rồi thì mình còn một cái này nữa là full box luôn mọi người ha. Nó là mới luôn, tầm khoảng 2 mấy triệu. Thì nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ inbox cho mình, đây mình sẽ báo giá cho các bạn cái thằng mới. Còn về cái em này thì mình chỉ muốn review cho các bạn xem là cái này nó như thế nào, đựng được đồ gì, hoặc là kiểu như là làm cho có cái video mọi người ha. Đó, còn cái này các bạn chỉ sách nè, sách như là đi tiệc cái đồ, các bạn có thể móc một con dây dài cũng được luôn. Dài thì các bạn có thể móc cái tay qua các bạn đeo cũng được. Còn không thì các bạn chỉ cần sách mang đầm mang đồ á, các bạn chụp hình hoặc là các bạn làm nó là một cái phụ kiện để các bạn trang trí trong cái set đồ của mọi người thôi. Thì nếu mà các bạn thích cái em này phiên bản mới thì các bạn cứ inbox cho mình, phải bò của mình là bài gác, còn không là các bạn vào cái bay của mình là bay super gác. Nếu các bạn thì không ra cái Facebook hoặc nếu các bạn thì không ra cái phải bò và cái bay thì các bạn gọi bằng số điện thoại của mình là 0988968897. Mình có dùng tất cả các bạn xã hội, các bạn cứ inbox cho mình ha. Thì nếu mà mọi người thích cái video này, mọi người thích cái cup này thì mọi người cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình và bấm nút thông báo cái bên để nhận những video mới nhất của mình. Nhớ cho mình một team bên TikTok. Rồi bye bye mọi người.